Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Bảo Châu Aurum. Thì hôm nay ngày cuối tuần mình sẽ review cái cây bài tập sư của mình trồng trong cái hệ thí sinh đó. Thì hiện tại thì mình đang để hơn một tháng thì nó đang